Xin kính chào các bạn. Hôm nay cụ thể sẽ chia sẻ các bạn các cái mẫu đệm khi chúng ta đệm hát điệu bossa nova ở trên đàn organ. Ví dụ như khi sau khi đánh intro xong, ca sĩ họ hát, lúc đó mình chẳng lẽ mình cứ để tay im rồi các bạn tay phải để im vậy sao? Lâu lâu đánh câu thôi chứ, đánh nhiều câu nhiều quá nó bị nhàm chán. Thì những lúc mà không đánh câu, chúng ta sẽ cho những cái mẫu đệm này vào làm cho cái bài đệm chúng ta nghe được đầy đặn hơn. Mẫu đệm số 1. Các bạn quan sát dòng nhạc nhé. Bạn nào biết lý thuyết âm nhạc thì nhìn vào nốt nhạc chắc chắn sẽ hiểu thôi. Còn những bạn nào mà không rành về lý thuyết âm nhạc thì cứ nhìn vào tay cụ Tèo và cách cụ Tèo chia sẻ. Ở cái mẫu đệm này rất là quen thuộc các bạn. Đánh cái mẫu đệm này ra cái là nghe thấy cái mùi của bossa nova liền luôn. Trong một ô nhịp 4-4 trong điệu bossa nova 4-4 ha. Phách số 1 các bạn không đánh. Các bạn thấy dấu lặng không? Tức là im lặng nó không đánh đó. Phách số 2 mình đánh bình thường. Rồi phách số 3 đập xuống chúng ta không đánh mà chúng ta đánh gì? Dở lên. Cái trường hợp này ta gọi là nghịch phách đó các bạn, tức là đập xuống không đánh mà đợi cái dở lên rồi chúng ta mới gì? Mới đánh. Rồi qua phách số 4 cũng tương tự luôn, đập xuống không đánh nhưng mà đợi cái gì? Dở lên mình sẽ đánh. Rồi bây giờ mình sẽ vào thử các bạn nhé, thực hành nhé. Mình ví dụ vào tông la thứ cho các bạn dễ hiểu. Rồi phách số 1 nè, chúng ta không đánh nghỉ nè. Không đánh nha. Phách số 2 đánh. Phách số 3 đập xuống không đánh. Dở lên. Đánh. Phách số 4 đập xuống không đánh, dở lên. Đánh. Rồi mình làm tăng tốc độ chút xíu nha. Số 1 nghỉ nè. Số 2 nè. Số 3 đập xuống không đánh nè. Ok các bạn ha, mình làm nhanh chút xíu. Rồi bây giờ mình nghe mẫu tiết tấu này không thôi nha. Sau khi quen tay rồi mình tăng tốc độ lên các bạn. Khi quen tay nữa mình gì? Vô trống thử các bạn ha. Rồi khi quen tay nữa mình bắt đầu gì? Di chuyển hợp âm. Trong dòng nhạc nó ghi là la son fa son đúng không? Mình chuyển theo đó nha. Vô. Như vậy là chúng ta đã tập được xong mẫu đệm số 1 rồi các bạn. Rất đơn giản đúng không? Các bạn nhớ là tập từ chậm, rồi cho quen tay, rồi tăng tốc độ từ từ lên nha. Đừng có mới vô mà tập nhanh liền, sẽ không được đâu các bạn. Rồi chúng ta qua mẫu số 2. Các bạn quan sát dòng nhạc. Ở mẫu đệm này, chúng ta cũng có 4 phách luôn, vòng nhịp ô, nhịp 4-4 luôn. Nhưng mà phách số 1 chúng ta đánh. Phách số 2 đập xuống không đánh mà dở lên gì? Đánh. Phách số 3 đập xuống không đánh mà đợi cái dở lên rồi, đánh. Phách số 4 im lặng, nghỉ ngơi, giải trí. Rồi làm lại các bạn ha. Phách số 1 đánh xuống nè. Phách số 2 đập xuống không đánh. Dở lên, đánh. Phách số 3 đập xuống không đánh. Dở lên, đánh. Phách số 4 nghỉ. Rồi mình tập thử các bạn ha. Bên đây mình gõ phách nha. Tay trái mình gõ phách. Tay phải mình đánh tiết tấu. Rồi đập xuống cùng lúc phách số 1 đánh nè. Phách số 2 đập xuống không đánh. Dở lên, đánh. Phách số 3 đập xuống, không đánh, dở lên, đánh. Phách số 4, nghỉ. Rồi khi quen tay mình tăng tốc độ chút xíu lên. Phách số 4 nghỉ đó các bạn. Rồi khi quen tay rồi mình gì? Tăng tốc độ lên. Ok, bây giờ mình quen tay mình vô trống thử ha. Vô. Rồi khi quen tay nữa rồi mình gì? Di chuyển hợp âm giống như trong cái dòng nhạc ghi là la son fa son.
Như vậy là chúng ta đã có thêm một cái mẫu đệm để lựa chọn khi đệm hát rồi đó các bạn. Chúng ta có hai mẫu rồi đó. Quá đơn giản các bạn ha. Chỉ cần tập chậm cho quen tay rồi tăng tốc độ lên là sẽ được thôi. Bây giờ mình qua cái mẫu số 3. Mẫu số 3 này cũng tương đối không khó lắm. Các bạn quan sát dòng nhạc. Chúng ta vẫn có ô nhịp 4-4-4 phách. 1-2-3-4. Phách số 1 đánh luôn. Phách số 2 đánh luôn. Quá dễ ha. Phách số 3 đập xuống không đánh. Mà cái đánh ngay cái gì? Dở lên. Phách số 4 đập xuống không đánh mà đánh ngay cái. Dở lên. Quá đơn giản. Bây giờ mình tập thử luôn ha. Phách số 1, số 2 đánh thế nè. Cùng lúc rồi nè. Quá đơn giản. Đánh nè. Rồi phách số 3 đập xuống không đánh. Đợi dở lên đánh. Phách số 4 đập xuống không đánh. Đợi nó dở lên đánh. Rồi mình tăng tốc độ lên chút xíu. Quá đơn giản các bạn ha. Khi quen tay rồi mình tăng tốc độ lên chút xíu thôi. Rồi, khi quen tay nữa mình vô trống thử. Khi quen tay hơn nữa mình gì? Di chuyển hợp âm. Quá đơn giản các bạn ha. Như vậy chúng ta đã có được thêm một mẫu đệm nữa rồi đó. Mình được ba mẫu đệm rồi đó. Rất nhiều sự lựa chọn cho một bài đệm rồi đó các bạn. Bây giờ mình thêm một mẫu nữa ha. Mẫu đệm này rất là đơn giản nhưng mà sử dụng cũng rất là hiệu quả các bạn. Chúng ta có ô nhịp 4-4. Chúng ta chỉ đánh có hai tiết tấu rồi. Đó là đơn và đơn nè. Rồi ô nhịp phách số 1. Phách số 1 đập xuống không đánh. Dở lên đánh. Phách số 2 cũng vậy luôn, đập xuống không đánh. Dở lên đánh, rồi sau đó chúng ta kéo dài nó qua phách số 3 và số 4 luôn. Quá đơn giản ha. Đập xuống phách số 1 không đánh nè, đập xuống không đánh, dở lên, đánh. Phách số 2 đập xuống, không đánh, dở lên, đánh. Rồi kéo dài nó qua số 3 và số 4 luôn. Kéo dài nha các bạn. Mình làm thử nha. Phách số 1 đập xuống không đánh nè. Dở lên, đánh. Phách số 2 đập xuống, không đánh, dở lên, đánh, rồi kéo dài luôn. Phách số 3, phách số 4 vẫn kéo dài. Quá dễ ha. Làm lại các bạn ha. Phách số 1 đập xuống, không đánh, dở lên, đánh. Phách số 2 đập xuống, không đánh, dở lên, đánh. Rồi kéo dài luôn các bạn, kéo dài luôn qua phách số 3 và phách số 4 luôn. Rồi bây giờ mình tăng tốc độ chút xíu ha. Khi quen tay mình vô trống thử bạn ha. Quá dễ các bạn ha, có đánh có hai tiết tấu đơn đơn nè. Rồi giờ mình di chuyển hợp âm thử coi. Như vậy là chúng ta đã có được 4 cái mẫu đệm rồi đó bạn. Các bạn, chúng ta có thể lựa chọn 4 mẫu đệm này để đệm một bài hát bossa nova, đưa mẫu đệm vào nghe cái riff đầy đặn liền các bạn. Nhưng mà lưu ý các bạn một điều nha. Khi chơi điệu bossa nova trên cái đàn organ này nè, các bạn đừng có hâm nhanh. Chúng ta chỉ chọn tempo độ khoảng 115 đến 125 thôi các bạn nhé, trong cái khoảng đó thôi. Đừng có nhanh quá, nó không có hay. Tại vì nó mất cái độ nảy, độ tưng của trong cái điệu bossa nova này. Bây giờ Cụ Tèo sẽ áp dụng các cái mẫu đệm đó để đệm hát một bài thử. Chúng ta không bàn tới cái việc mà intro, câu cú hay gì các bạn nhé. Chúng ta chỉ tập trung vào cái mẫu đệm thôi. Nhớ là khi đệm hát, chúng ta sẽ cho cái tiếng mình đệm nè. Nó nhỏ lại, nó nhỏ hơn trống và nhỏ hơn cái tiếng ca sĩ hát.
chứ đánh lớn quá, lớn át tiếng hát người ta hát thì cũng không được hay lắm các bạn. Nhưng trong phạm vi clip này, cô Tèo chia sẻ các bạn mẫu đệm, cho nên mình sẽ đánh hơi lớn chút xíu để các bạn nghe rõ hơn cái mẫu đệm thôi nha. Nhớ là đệm hát thì nhỏ thôi. Đã bao ngày trái tim anh âm thầm, cũng bởi vì tình yêu trong anh đã hết. Một trái tim ơ thơ, một trái tim hững hờ, sống vật vờ mặc cho tháng năm qua vô tình. Bỗng một ngày em đến bên dịu dàng, tiếng yêu đầu mình đã chót trao về nhau. Một tiếng yêu chân thành, một tiếng yêu đến anh. Ôi tuyệt vời tình yêu xiết bao yêu thương. Người yêu em hỡi có hay, trái tim ta thuộc về nhau. Những ngày không có em trong anh buồn lắm, chỉ mong được thấy dáng em để anh nói lời yêu thương, nói rằng anh nhớ em rất nhiều. Một ngày nắng sớm đã lên, chỉ mong có em kề bên, để cùng nhau sẻ chia những nỗi buồn vui. Mình yêu nhau mãi nhé em, không bao giờ xa cách, cùng nhau tay nắm tay đến cuối con đường. Bỗng một ngày em đến bên dịu dàng, tiếng yêu đầu mình đã chót trao về nhau. Một tiếng yêu chân, một tiếng yêu ngọt ngào. Ôi tuyệt vời tình yêu xiết bao yêu thương. Người yêu em hỡi có hay, trái tim ta thuộc về nhau. Những ngày không có em trong anh buồn lắm, chỉ mong được thấy dáng em để anh nói lời yêu thương, nói rằng anh nhớ em rất nhiều. Một ngày nắng sớm đã lên, chỉ mong có em kề bên, để cùng nhau sẻ chia những nỗi buồn vui. Mình yêu nhau mãi nhé em, không bao giờ xa cách, cùng nhau tay nắm tay đến cuối con đường. Cùng nhau tay nắm tay đến cuối con đường. Cùng nhau tay nắm tay đến cuối con đường. Cô Tèo vừa áp dụng các cái mẫu đệm để đệm một bài hát bossa nova trên đàn organ. Đó chính là những cái mẫu đệm mà cô Tèo muốn chia sẻ với các bạn, gợi ý cho các bạn thôi. Các bạn có thể đưa những cái mẫu đệm riêng, mang màu sắc riêng của bản thân mình vào nữa, để bài đệm chúng ta càng hay và càng phong phú hơn các bạn nhé. Trong lúc tập luyện, nếu có điều gì thắc mắc, khó khăn, các bạn hãy để lại bình luận phía dưới video, cô Tèo sẽ chia sẻ với các bạn. Còn nếu các bạn thấy kiến thức cô Tèo chia sẻ bổ ích, hữu ích, các bạn nhấn cho cô Tèo một like nè, nhấn nút đăng ký kênh cô Tèo Piano. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.